Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Bộ Cơ quan Công đoàn Công thương Việt Nam đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công thương cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng ủy Bộ Công thương. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các chỉ ủy trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng cao các chủ trương chính sách của đảng và việc triển khai các nghị quyết chỉ thị của bộ chính trị ban bí thư được đảng bộ cơ quan công đoàn công thương việt nam đặc biệt coi trọng đảng bộ đã quán triệt và chỉ đạo các tri bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị số 05 cttu của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với thực hiện quy định số 101 qdtu ngày 7 tháng 6 năm 2012 của ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp Đảng bộ cơ quan công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ ba nhiệm kỳ 2020-2025 đòi hỏi cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu cao. Do vậy, phát huy truyền thống tốt đẹp với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan công đoàn Công thương Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ ba nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Công đoàn Công thương Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công thương, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công thương cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Công đoàn Công thương Việt Nam cần quan tâm những vấn đề như tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững ổn định trong cơ quan, tạo sự đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ cơ quan Công đoàn Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục tập trung lãnh đạo các cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Giao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ có ý thức trách nhiệm, có chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu tình hình mới, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chất lượng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật đảng, đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết các quy định của đảng để đảm bảo từng nhiệm vụ, từng giải pháp đều được kiểm tra giám sát thực hiện có hiệu quả. Sau thời gian làm việc nghiêm túc đúng quy định, đại hội đã bầu ra 6 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến đảm bảo vì lợi ích chung để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ đảng viên Đảng bộ để tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2020-2025.